Xin chào tất cả các bạn. Trong tutorial của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, đó chính là khi mà chạy bộ các cự ly đường dài như là cự ly 5.000m, 10.000m ấy, thì thời gian quan trọng nhất cũng như là cái thời điểm quan trọng nhất ấy, ăn nhau ấy, là nó ở 400 mét cuối các bạn nhá. Đấy, kể cả cự ly marathon cũng thế. Nhưng mà đa số cự ly 10.000 mét với 5.000 mét ấy, thì thường ăn nhau ở những cái km cuối. Các bạn xem những cái vận động viên chạy, đa số những cái vận động viên ấy đều chạy xem nhau. Bạn thấy chưa? Đều chạy xem nhau và nó chỉ ăn nhau ở cái vòng cuối, các bạn thấy chưa? Cái thời điểm vòng cuối ấy thì nó sẽ là cái thời điểm quyết định. Các bạn xem này, đây là những cái vận động viên chạy vòng cuối. Đó, các bạn thấy là chạy vòng cuối thì cái khả năng tăng tốc của những cái vận động viên này nó cực kỳ tốt. Những cái vận động viên xếp top đầu ấy, các bạn thấy chưa? Đây này, khoảng cách gia tăng với cái top top đầu với top sau, các bạn thấy nó gia tăng chưa? Cái tốc độ khủng khiếp chưa các bạn? Đấy. Đó, cho nên là khoảng 400 mét cuối ấy, thì đa số những cái vận động viên thì sẽ mới tăng tốc các bạn ạ. Đấy, và nó ăn nhau là ăn vàng, ăn huy chương, là ăn top đầu là ở cái km này, các bạn thấy chưa? Đấy, tốc độ rất là nhanh. Đó. Đấy, km cuối họ chỉ là vòng vòng cuối cùng ấy, có nghĩa là 400 mét cuối cùng họ chỉ là rơi tầm khoảng 5 52 giây thôi, các bạn thấy chưa ạ? Và km cuối cùng ấy thì họ chỉ là 2 phút 25 giây trên 1 km. Các bạn thấy, tưởng tượng xem những cái km cuối là họ chạy càng càng chạy nó càng nhanh các bạn ạ. Càng đổ về km cuối sẽ càng nhanh. Đa số những cái vận động viên khi mà chạy ấy, chạy ở những cái km đầu ấy, đa số những các vận động viên đều có thể bám đuổi nhau được. Căn bản là ở những cái km cuối ấy, ai giữ được sức và ai bung được hết sức hết tốc độ ấy, đấy thì sẽ ăn nhau ở những cái km cuối, các bạn thấy chưa? Ví dụ như ở đây chẳng hạn, các bạn xem này, đây là một một giải final 5.000m, giải vô địch Championship tại London năm 2017 ấy. Đấy, đây cũng thế, đa số những các vận động viên khi mà chạy ấy, đều xem nhau, các bạn thấy chưa? Nó đều chạy xem nhau đây này. Đấy, chỉ là vòng cuối ấy, vòng cuối mới 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 thấy sự khác biệt. Nó căn bản khi mà chạy những cái cự ly này ấy, các bạn phải chú ý là các bạn phải giữ sức và vừa giữ sức, được chưa? Nó vừa chạy và vừa giữ sức. Nó sau đó các bạn phải để ở những cái km cuối ấy, thì mới bắt đầu tăng tốc. Các bạn xem này, đây là chiến thuật rất là hay của cái đội tuyển của những cái vận động viên xếp top này. Đây, các bạn thấy chưa? Tốc độ rất là nhanh. Để xem hai vận động viên đầu này này. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái guồng chân cũng là nhịp chân cũng là sải chân của những vận động viên này, tốc độ nó rất là cao luôn. Đây này, vòng đầu tiên nó chỉ 54 giây thôi phải không ạ? Nó chạy 400 mét đấy. Đấy. Các bạn thấy là tưởng tượng những cái vận động viên chuyên nghiệp nó chạy như là. Đây là hai vận động viên đầu này là Ethiopia. Đây. Đó, rất là nhanh luôn, bạn thấy chưa? Tốc độ của họ. Đây là cái cự ly 10.000m của thế vợ của cái Olympic Tokyo các bạn nhé. Đây, Olympic Tokyo. Đây, cũng cũng như vậy các bạn xem này, đa số những cái vòng gần như là vòng vòng bám sát từ những cái vòng cuối ấy, thì đa số những cái vận động viên nó đều chạy xem nhau hết, các bạn thấy chưa? Đây là top đầu này. Đấy, chỉ có một số bạn nào mà đã yếu yếu hẳn đấy, yếu yếu hẳn đấy thì những cái bạn kia nó mới đuối hẳn cơ. Đấy, còn lại là nó sẽ xếp gần nhau, top gần nhau, các bạn thấy chưa? Đó, chỉ là những cái km cuối. Bây giờ các bạn xem này, đấy, guồng chân những cái vận động viên này rất là nhanh. Đấy, các bạn thấy chưa? Những cái vận động viên xếp đó, các bạn thấy là những cái vận động viên sau này đã bị mất sức hoặc là không đủ thể lực ấy,
đấy, không được đủ 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 thể lực để tăng tốc ở những cái đoạn cuối thì sẽ bị tụt về phía sau rất là xa luôn, các bạn thấy chưa? Đây các bạn thấy chưa? Đó, khi là những cái vận động viên đây đây các bạn thấy chưa? Đó, đây à, đây khoảng cách rất là xa và nới xa các bạn, đây này. Đó, các bạn thấy là họ tăng tốc nhanh như nào? Đấy, giải nào cũng thế. Ví dụ như ở đây giải giải ở đây 1 tháng trước, đây là giải. Đây mình sẽ xem km cuối các bạn nhé. Đây những cái vận động viên chạy top cuối này các bạn thấy chưa? Nó đều ngang ngang xem nhau. Đây 3 vận động viên tranh top này. Đấy các bạn thấy chưa? Tăng tốc rất là nhanh. Nhanh quá, 12 phút 36 giây. Đó, ở đây là các bạn xem này. Đây các bạn thấy chưa? Đó, đây là những cái vận động viên này. Đây là vòng cuối các bạn thấy chưa? Đấy, bắt đầu vòng cuối này. Chuẩn bị vòng cuối này của 5.000m các bạn nhá. Xem như các đây bắt đầu rung chuông này, 400m cuối các bạn. 4.600m chưa ạ? 4 4,6 km. Đây các bạn thấy chưa? Bắt đầu một những cái vận động viên này tăng tốc thì sẽ thấy gia tăng khoảng cách phải không ạ? Đấy. Chạy như phi mã luôn các bạn thấy chưa? Đó, rất là nhanh luôn. Đây này, vòng vòng 400m gần cuối này ấy. Đây các bạn thấy chưa, dù xa dù những cái vận động viên sau tăng tốc nhưng mà bạn thấy chưa, đó rất là nhanh luôn. Đó, ăn nhau là ăn nhau ở cái km cuối các bạn nhá. Đấy. Đây, km cuối họ chỉ chạy với là 2 phút 19 giây trên 1 km các bạn thấy chưa? Tất cả những cái vận động viên đều chỉ chạy sau tích tắc một tí thôi. Đa số những cái vận động viên này chạy sau ấy thì đều là rất là tuyệt vời phải không ạ? Đó, họ chỉ rơi tầm khoảng 13 14 phút thôi. Đó, cho nên là các bạn đã thấy là các vận động viên này ấy, khi mà chạy ấy, mà để giữ được top nó là cả một vấn đề, mà để nhận để lấy được huy chương, để giữ được top ấy nó là cả một cái chặng đường rồi các bạn. Đó, còn để lấy huy chương ấy, để lấy đứng top ấy, thì nó lại phải nói là cực kỳ nỗ lực các bạn. Đây là vận động viên, đây là không không đua top rồi, cái này là vận động viên kỷ lục thế giới. Kỷ lục thế giới hiện tại chạy 5.000m nó chính là 12 phút 35 giây 36 các bạn nhé. Chạy 5.000m đấy. Đó. Kỷ lục chạy thế giới 5.000m là 12 phút 35 giây 36. Đây là của ở đây là Championship là 1 tháng trước đây các bạn xem này. Mình sẽ tua lên đến kỷ lục cuối nhá. Đây là 5.000m. Đây đa số các bạn thấy là những cái vận động viên xếp top đầu các thứ đều xem nhau hết các bạn ạ. 4.200m rồi. Đây tốc độ đang chạy của các vận động viên các bạn thấy giờ rất rất là khủng khiếp. Đa số là khi mà chạy như này 5.000m thì sẽ là rơi tầm khoảng 24 25 km, 23 km trên giờ các bạn ạ. Ít khi mà tụt xuống đấy lắm. Đó, rất là nhanh đây này, 24 lúc nào cũng rơi vào tầm khoảng 22 23 24 25 km trên giờ. Đấy. Cái này đo rất là hay, cái chip time của cái giải này ấy. Đó. Đây lúc nào cũng rơi tầm khoảng 21 24 chạy 5.000m như này ấy. Thì các vận động viên trung bình sẽ phải chạy trên 23 km trên giờ các bạn ạ. Và cụ thể là rơi tầm khoảng 12 13 phút, 13 phút mấy giây thôi bạn ạ. Đây là những cái vận động viên top đầu đang chạy ấy.
À, thấy chưa, tốc độ của đây là pay khoảng 2 chấm 2 chấm 4 42 43 44 45 2.40. Đấy, các vận động viên thế giới là chạy cứ tầm khoảng 2, bây giờ km cuối này, các bạn thấy chưa, km cuối bắt đầu tăng tốc này. Đấy, km cuối là bắt đầu tăng tốc này. Km cuối bắt đầu tăng tốc thì các bạn có thể thấy là tốc độ rất là nhanh luôn. Đấy. Đấy là ăn nhau ở đến km cuối đây là 25, các bạn thấy chưa? Đó, 25 26 km/h các bạn thấy ạ. Như là chạy 800, như là chạy 800 m ấy, như là chạy 400 m ấy. Đấy. Đó, đa số những cái bạn nào mà giữ được nền tảng thể lực tốt cũng như là có sức bền đấy thì mà đoạn cuối này thì họ tăng tốc rất là tốt luôn các bạn ạ. Đây họ thấy 28 29 km/h các bạn thấy chưa? Đó, rất là nhanh luôn. Đó, khi mà những cái km cuối mà các bạn tăng tốc được đến 27 28 km/h của những cái cự ly 5.000 10.000 mét ấy thì đa số là các bạn sẽ có khả năng là các bạn sẽ nhận được huy chương đối với những cái vận động viên quốc tế các bạn ạ. Đấy, các bạn ở đây cũng là một cái giải gì đấy chọn lọc các vận động viên gì đấy, nó cũng thế thôi các bạn ạ. Đó, cho nên là các bạn muốn tập đấy ấy, các bạn sẽ phải là tập về sức bền nữa nhá, sức bền cũng như là làm thế nào các bạn tập những cái cự ly mà 5.000 10.000 mét đấy, các bạn phải tăng tốc của những cái km cuối, có nghĩa là các bạn phải làm như thế nào khi mà các bạn bào mòn hết sức rồi nhưng mà km cuối các bạn vẫn có thể tăng tốc và duy trì được cái tốc độ nó cao hơn cả khi lúc các bạn xuất phát rồi đấy. Đây các bạn thấy chưa, ở đây là cũng là một cái giải chạy tại Loma, được chưa? Loma vào 3 tuần trước. Ở đây là hai đây tốc độ của đây chạy 5.000 mét cũng rơi tầm khoảng 21 22 vậy chứ. Đó, rất là nhanh luôn. Đây 23 24 lúc nào cũng duy trì được như tốc độ như vậy các bạn ạ. Đấy. Mình đang chia sẻ với một chút với các bạn là những các vận động viên tranh chấp huy chương nhé các bạn nhé. Đấy, để cho các bạn thấy là những các vận động viên chạy tranh chấp huy chương và top đầu ấy phải gian nan như nào phải không ạ? Nó thực ra nhiều lúc ấy thì các bạn đã thấy là vinh quang ấy thì nó rất là ngắn ngủi, nó chỉ rơi tầm khoảng 10 15 16 phút thôi, chạy thôi thằng ạ. Hoặc là liên nhận huy chương thôi, có thể là một buổi thôi, nhưng mà các bạn để các bạn duy trì được những cái tốc độ như này các bạn là phải là một cái quá trình cực kỳ gian nan, gọi là vinh quang thì ngắn mà gian nan thì nhiều các bạn ạ. Đó. Rất là những cái vận động viên tham dự những cái giải chạy đỉnh cao ví như là những cái Olympic như là vô địch thế giới ấy. Đây tốc độ của đây là 25 26 km/h các bạn thấy chưa? Đó rất là kinh khủng, 400 km cuối các bạn ạ. Đây là tốc độ những cái vận động viên cách xa nhau này. Đây, 1 m, 2 m, 3 m, xem những cái vận động viên ở đây này. Đó, khoảng cách rất là xa luôn. Đó, đây là 28 28 km/h các bạn ạ. Đó, rất là nhanh luôn. Càng về cuối các vận động viên này nó càng bứt tốc được rất là tốt. Ở đây là mình sẽ cho các bạn đây là giải vô địch thế giới các bạn nhá. Đây, vô địch Championship tại Doha năm 2019. Ở đây cũng như vậy các bạn thấy chưa? Đó. Các bạn xem các vận động viên này chạy này. Đây. Đó, các bạn xem này, bây giờ chuẩn bị 400 mét cuối. Đây các bạn thấy chưa, bắt đầu rất là nhanh luôn các bạn này. Bạn này bị vấp ngã rồi. Đấy rồi, thấy chưa, tăng tốc rất là nhanh. Đa số những cái vận động viên mà tập đủ ấy và những cái vận động viên có thời điểm chín và thời gọi là cái thời điểm chín và thời đỉnh cao ấy thì họ chạy rất là nhanh. Ví dụ như các bạn đã thấy là các vận động viên như ví dụ như là Mo Farah chẳng hạn, trước đấy ấy, thì thời trẻ thì gọi là thời đỉnh cao của Mo Farah ấy, thì nó chạy và Mo Farah chạy rất là tốt còn ạ. Dù là cái
cái guồng chân của Mo Farah nó không nhanh nhưng mà cái sải chân của Mo Farah cực kỳ tốt quá. Đây này, vận động viên đây là tăng tốc quá sớm cho nên là nó bị mất sức các bạn ạ. Đây, cái thời điểm mà tăng tốc ở những cái km cuối ấy, để mà rút tích ấy, thì nó rất là quan trọng nhá. Ví dụ như cái vận động viên này chẳng hạn tăng tốc quá sớm, các bạn thấy chưa? Có nghĩa là trong khoảng các bạn khi mà các bạn tập ấy, các bạn phải biết là căn và cái cơ thể của chúng ta ấy, khi mà các bạn bung hết sức ấy, thì nó có thể chịu được bao nhiêu phút các bạn nhá. Ví dụ như có những các vận động viên chỉ chịu được tầm khoảng 1 phút thôi thì cơ thể bắt đầu đuối rồi, có nghĩa là bung hết tốc độ ấy. Ví dụ như mình đang nói đến các vận động viên đỉnh cao nhá, thì có những các vận động viên bung tầm khoảng phút dưới đến 2 phút, ví dụ như chạy hết sức có thể, coi như là hết sức có thể là tốc độ ấy. Ví dụ như vận động viên này bung sức quá sức, còn thấy chưa, có nghĩa là có thể là chưa đúng kinh nghiệm ấy, sau đó để hai vận động viên phía sau này bám đuổi. Hai vận động viên này của Ethiopia được chưa, vận động viên này của Thụy Điển hay Phần Lan gì đấy mình không rõ đó. Đây hai vận động viên này bung sau thì có nghĩa là thời điểm chín để bung ấy, bung sức đó. Cái vận động viên lúc nãy bung sức ở phía sau mặc áo trắng ấy thì bung sức quá sớm ấy, thì hai vận động viên này vẫn đang giữ sức ở phía đằng sau này này, bạn hiểu chưa? Đấy, cho nên là hai vận động viên này cũng hết sức rồi, hai vận động viên của USA này so với của vận động viên của Canada này, các bạn thấy chưa? Sau đó hai vận động viên của Ethiopia này sẽ bung lên và vận động viên mặc áo trắng này, mặc áo trắng này nó cũng đuối sức rồi, nó bung sức quá sớm các bạn ạ. Cái này nó cả kinh nghiệm. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại 2024 hay là 2023 thì vận động viên mặc áo trắng này thì chạy rất là tốt luôn các bạn ạ. Có thể là do kinh nghiệm cũng là các thứ đấy. Các bạn áo trắng này là chạy 400 m cũng như là các thứ này rất là tốt luôn đấy. Của châu Âu này. Đấy, có thấy chưa? Đó, hai vận động viên của Ethiopia. Đó. Đây là cái video với nhằm mục đích là chia sẻ các bạn nhé, công là lời khuyên để các bạn tập cũng như làm theo, bởi vì những cái vận động viên chuyên nghiệp này người ta có chế độ dinh dưỡng như là cái tập luyện như là các thứ rất tốt. Đấy, đây là các vận động viên này nó chạy thì đã nó chạy đỉnh cao rồi, các bạn thấy chưa, chạy 5 km chưa đến 13 phút đó. Cho nên là cái thời điểm mà bung sức của đoạn km cuối để giành huy chương ấy nó rất là quan trọng. Các bạn phải biết là cái ngưỡng cơ thể của các bạn, cái ngưỡng chịu đựng cái sức của các bạn đến đâu khi mà vượt này. Đây này, bắt đầu bạn áo trắng này, vận động viên áo trắng này bung sức quá sớm được chưa? Và cũng có thể là thể lực chưa đủ nữa, bởi cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Cái này càng chạy nhiều sẽ bạn sẽ càng có nhiều kinh nghiệm. Và vận động viên này là vận động viên Kip Kip Limo của vận động viên này của USA này, năm nay vận động viên của Mỹ này cũng cũng tham dự các bạn nhé. Vận động viên của Mỹ này rất là nổi tiếng, cũng là chạy rất là tốt luôn, sải chân rất là cao rất là dài, nhưng mà guồng chân của sải chân nó phải nhanh mới được các bạn này. Hai vận động viên của Ethiopia này đó, là mình chia sẻ với các bạn về một chút về các bạn là cái khả năng mà bứt tốc ở những cái km cuối nó quan trọng như thế nào. Đấy, đối với trường hợp là các bạn chạy những cái cự ly đường dài với 5.000 m, 10.000 m đó, hoặc là cự ly marathon đấy, còn đa số những cái cự ly 3.000 hay là 2.000 m, tất cả những cái cự ly thì đều phải chạy nhanh rồi. Nhưng mà đa số là muốn giành được những cái vô địch, những cái cự ly đường dài ấy, 5.000 m, 10.000 m thì các bạn cần phải phân phối sức cực kỳ tốt. Và những cái km cuối các bạn, đa số các bạn, những cái vận động viên này thua, nó chỉ thua về km cuối thôi các bạn ạ. Đấy, nó chỉ tranh tích tắc vài vài giây thôi, hoặc là vài tích tắc thôi các bạn thấy ạ. Đấy, nó không cần phải đây, nó đuổi nhau này. Đấy, đặc biệt là với cái format của Mo Farah ấy, Mo Farah gọi là những cái chân chạy rất là đấy luôn các bạn thấy chưa. Mo Farah thì thường khi mà nhìn cái thời điểm mà Mo Farah đỉnh cao mà đang chạy ví dụ hai Olympic 2012 ấy, hoặc là 2008 cũng như các thứ ấy, Berlin năm 2015 ấy, thì những cái chân chạy này đều dè chừng với Mo Farah, bởi vì Mo Farah tăng tốc rất là kinh khủng các bạn ở những cái km cuối ấy. Đấy, gọi là huyền thoại của Điền Kinh ấy. Thì những cái vận động viên của các nước như là châu Phi, như là
Kenya hay là các nước Ethiopia đều đều giải trình luôn ạ. Đấy. Bởi vì Mo Farah thường thường rất là chậm rãi, nhưng mà những cái km cuối của Mo Farah tăng tốc thì cực kỳ khủng khiếp các bạn ạ. Đấy, cho nên là cái thời điểm Mo Farah thi đấu ấy thì các vận động viên khác đều dè chừng và đều thua Mo Farah ở thời đỉnh cao ấy, là những cái km cuối các bạn ạ. Tăng tốc rất là kinh khủng các bạn. Các bạn xem ở đây này, đây này, ví dụ như vận động viên này tốc đầu so với tốc này nó bị tụt hẳn luôn các bạn thấy chưa? Tăng tốc rất là nhanh. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở đây này, khoảng cách này. Đó. Các vận động viên của châu Phi đó. Thực ra Mo Farah cũng có nguồn có cũng, cũng cũng có cái nguồn gốc từ châu Phi các bạn. Có nghĩa là cái gen đấy được chưa, gen từ châu Phi, nhưng mà Mo Farah thì là người 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 Anh các bạn nhé, nhưng mà gen thì thừa hưởng từ châu Phi có gốc ấy. Đây tăng tốc rất là nhanh các bạn thấy chưa đó. Đấy cho nên là mình chia sẻ với bạn đây chỉ 52 giây thôi, có nghĩa là cái kilo cái vòng cuối cùng ấy, có nghĩa là 400 m cuối cùng nó chỉ 52 giây khoảng là 53 giây, và km cuối nó chỉ 2 phút 25 giây trên 1 km, kinh khủng không ạ, nhanh hơn cái km đầu rất là nhiều. Đấy cho nên là các bạn thấy là cái khả năng tăng tốc của những cái vận động viên này như nào. Đây đó, đấy cả top sau này thì gọi thấy chưa, nó đều tranh 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 huy chương luôn. Đấy đây rất là nhanh các bạn thấy chưa, nó bị tụt luôn, đôi đằng sau là bị tụt luôn mặc dù chạy rất là nhanh. Đấy. Đấy đến đây bắt đầu các vận động viên khác là bị hụt hơi rồi các bạn. Đấy nó bị nó khi mà chạy đỉnh cao là như các vận động viên như vậy các bạn ạ. Nó đó, đây là mình đã chia sẻ với các bạn là cái khả năng tăng tốc cũng như là cái giữ được cái nhịp độ bám đuổi cũng như là khả năng tăng tốc nó cực kỳ quan trọng các bạn nhá. Đấy. Đó, mình đã chia sẻ với các bạn như vậy. Trong kỳ Olympic 2024 tại Paris này, các bạn sẽ thử dự đoán xem vận động viên nào sẽ đứng top. Tất nhiên là sẽ có những cái vận động viên trước đấy đã được tham gia từ Olympic Tokyo ấy, thì cũng sẽ khá nhiều vận động viên tham dự. Đó cho nên là các bạn xem là xem có kỷ lục thế giới mới tại Olympic Paris năm 2024 này không nhá các bạn nhá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau các bạn. Bye bye các bạn.